đấy là coi như là chú Chắc đang lấy. Lấy ra đi. À, dạ ra đây chú ơi. Số 15 đấy. Ngày 15 đấy của ngày 15 ra chưa anh? Đấy rồi, ngày 15 đang nghe rỡ rồi đấy. Bây giờ xem lại nhé, có hai chỗ mà hài cốt bị gói chung, tức là có một là cái số hài cốt của ngày 15. Bây giờ mình làm của ngày 15 trước nhá. Rồi rồi. Còn cái bọc của ngày hôm nay thì để đâu rồi? Cái đây là số 38 hôm nay còn đang để đây ạ. Thế à? Vâng. Vâng. Thế bây giờ cái bọc của ngày 15 thì anh trải tất cả các cái ni lông vải liệm sẵn ra cho 6, cho đánh từ số 1 đến số 6 nhé. Từ số 1 đến số 6. Vâng. Vâng. Ngày thì hai cái bọc chung của cái ngày 15 ấy chưa chúng ta rồi. Vâng. Đi, 6 tờ giấy đây. Dạ, nè. Đúng rồi, đổ xuống. Đổ xuống ba cái bọc ngày 15 đổ xuống. Xong chưa? Lấy xong chưa? Bây giờ đánh số nhé. Đánh số là phải đánh như thế này này. Không có sẽ lẫn với những cái số 1, số 2 của cái thứ tự thông thường. Tức là riêng cái bọc hài cốt của cái ngày 15 thì anh đánh cho em là MTT. Anh Hòa có nghe thấy không? MTT. 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 Là hiểu là cái gì của mộ tập thể. Vâng vâng. À, MTT là tập thể. 15-12-05. Tức là ngày 15 tháng 12 năm 05 đấy. Rồi rồi. Đấy. Thế bây giờ đánh dấu nhé. Số xong rồi số 1 này. Đấy, đánh dấu ở trước, ở cái dòng đầu tiên là MTT 15 tháng 12 năm 05, xong rồi gạch ngang 1. Thế thì nhìn vào đấy sẽ hiểu ngay rằng đây là ở cái mộ tập thể lấy lên ngày 15 tháng 12. Anh hiểu ý em? Rồi rồi, biết rồi. Làm sao nhỉ? Rồi, số 1, ok. Bây giờ anh chuẩn bị đấy, chuẩn bị nhá. Xong rồi bây giờ em khấn các liệt sĩ, xong rồi em sẽ lấy cả chia cả hài cốt với lấy tên luôn đấy. Hôm nay đến nó có nhiều người đến cùng chú Sang không? Mất năm. Và chủ tịch thị trấn Cà Bang là anh Chi. À vâng, chào anh Chi. Vâng. Thế anh em ngoài này thì cũng đông lắm, có ra vào rồi có cả lính, rồi có cả kỉnh, có cả lâm, những người đã cùng vào mình ở Tây Nguyên đấy. À, rồi. Một số anh em bạn bè của anh lính nữa ở bên nước ngoài về thăm và đến tham gia trong cái việc mà khách chia xương trong ngày hôm nay. Dạ, và cô hàng cô đang khấn là các liệt sĩ đấy. Để mà thế cho nên trong đó có mưa không? À, trong này hôm nay sáng nay thì coi như là mưa lướt suốt đi buổi chiều tầm này thì bây giờ đang ngập rồi. Vâng, anh dừng lại mấy phút để cô hàng có khấn xong rồi nói chuyện tiếp nhé. À. Vâng. Thế các liệt sĩ đưa cho anh Phạm. Cứ giữ máy bình thường để tí em nói chuyện để cô khấn xong đã. Thành gọi các đồng đội của mình về đi. Xin nhận cho đúng phần hài cốt của mình. Anh sẽ đánh số từ thứ 1 đến thứ 6 của ngày 15. Trong số đó thì có 6 bộ hài cốt. Thì xin các liệt sĩ chỉ dẫn. Đấy, cửa này.
IB 1964. Hy sinh là ngày 6 tháng 3 năm 65 thì mình có rồi. Bây giờ bảo chú anh nói chú Trác ấy, ở trong cái chỗ chú Trác đặt bàn tay phải xuống đi, cái chỗ cái gói xương trước mặt của chú Trác nó có một cái xương, có một cái xương xương cùng như xương sống rất là to. Có gì à? Này anh nhận bỏ được bàn tay không? Nhận thấy chưa? Rồi. Dạ. Bây giờ đây, bây giờ. Dạ, bây chú Trác. Nhặt được cái miếng xương ấy chưa? Đấy là có thế rồi ạ, thấy vị trí rồi. Dạ. Cầm nắm xương ấy bỏ sang cái số 1 của anh Toản đi. Cái xương to này, bảo anh nhặt xương to bỏ sang cái vị trí số 1 của anh Toản. Số 1 của anh Toản nhé. Dạ. Ở bên cạnh đấy có một cái xương nhỏ vát đầu ấy. Vát đầu đây rồi, chú này, xương nhỏ vát đầu. Nhìn thấy chưa? Xương nhỏ bắt đầu bỏ sang cái số 2. Rồi. Số 2 là của Trần Văn Uấn. Trần Văn Uấn. Uấn. Vâng. Trần Văn Uấn. Em biết từ từ. Anh, em chưa ghi để em viết cho anh này xem. Rồi. Uấn như này à? U ớ nở uân sắc uấn đây ạ. Cũng đơn vị cùng tiểu đoàn 1, tiểu đội 2, đại đội 1 như là của anh Toản luôn. Dạ, Uấn ạ. Uấn. Huấn luyện. Chữ huấn luyện nhưng mà bỏ chữ H đi. Bỏ chữ H đi ạ? Vâng ạ. Uấn luôn. Con ông Uẩn, Uẩn. Đơn vị như tên. Uẩn, Uẩn. Bố tên là Uẩn anh ạ. Yên bằng ý yên Nam Hà, quê gần quê mình đó. Yên bằng ý yên Nam Hà ghi đi. Yên bằng ạ. Yên bằng ý yên. Ý yên. Ý yên Nam Hà. Nam ạ. Bằng ý yên Nam Hà. Cái chỗ cái tay anh Hòa vừa bới ra có một cái xương nằm bên cạnh cái xương 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 vát đấy. Một cái mẩu xương dài đấy. Cầm chưa? Đấy rồi, cầm rồi đấy. Nhìn thấy chưa, cầm chưa? Anh bỏ vào số 3 đi. À, vị trí số 3 anh bỏ vào. Dạ. Bỏ rồi. Bỏ rồi nhá. Lê Văn Bình. Anh nhắc lại. Lê Văn Bình. Lê Văn Bình. Dạ. Chứ gì ạ? Dạ. Mỹ Lộc, Hậu Lộc ạ. À, à tức là Thanh Hóa chứ không phải là Mỹ Lộc Nam Định. Anh ơi, Lê Văn Bình, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vâng. Đây, anh bảo là có một cái xương bé bên cạnh đấy của anh ấy luôn, anh nhận luôn vào đi. Cái vị trí bên cạnh của anh luôn ạ? Vâng. Xương bé. Vâng, chỉ số 4. Đấy, cái xương hình như trông giống như một cái hình cái vỏ con hến ấy. Dạ đấy. Cái xương hình giống của con hến. Có bắt cái này không ạ? Bỏ xuống cái bên dưới. Đây, cái ai đang thò tay vào đấy? Đấy, cả hai tay thò vào. Đúng rồi. Đấy, bỏ lên cái số 3 đi. À, bỏ số 3. Cái tay trắng vào. Dưới đây anh sờ có một cái răng nữa, cái răng